Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng thời là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Hãy cùng Thư viện Pháp luật nhìn lại tiểu sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê quán tại Quảng Nam. Ông có trình độ cử nhân kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14. Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ năm 1997 đến 2001 là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2001 đến 2006 giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006 là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007 giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 7 năm 2011 là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016 giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Từ tháng 4 năm 2021, đảm nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Trên đây là tiểu sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!